told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Xin chào tất cả mọi người, mình là Phước Sửu. Còn đây là Hana. Nhân viên tụi mình là chuyên về tư vấn những dòng sản phẩm của Nova. Dạ. Và hôm nay là Phước Sửu và Hana đang có mặt tại gallery nhà mẫu của Nova Phan Thiết, phải không Hana? Chính xác. Mình đang đứng ở ngay chỗ gallery và phía trước mình là một bãi biển rất là đẹp, rất là xanh. Thì hôm nay cùng với anh Phước Sửu sẽ đưa khán giả của kênh đi một vòng xem cái Nova World Phan Thiết có những gì đặc biệt. Rồi mình sẽ review tất cả những cái tiến độ nè, rồi giá bán nè, và những cái phân khu của Nova Phan Thiết. Yeah. Để cho mọi người nắm rõ. Đây là một cái cơ hội đầu tư rất rất là tốt trong thời điểm này. Yeah. Thì nói sơ qua về Phan Thiết thì nhiều người họ nghĩ đây là một cái thành phố du lịch và những cái nơi gọi là check-in rất là đẹp. Nhưng mà họ không nghĩ đến đây là một cái cơ hội đầu tư rất tốt, có những cái biệt thự gọi là sang trọng, phải không Hana? Đúng. Thì Hana cho mọi người biết cái cách di chuyển từ Sài Gòn tới đây khoảng bao xa? Nếu như mà mình đi hiện tại chưa có cao tốc thì mình mất tầm khoảng tầm 4 tiếng để di chuyển từ Sài Gòn đến thành phố biển Phan Thiết, là tại vị trí Nova World Hồ Phan Thiết hiện tại thì hai anh em mình đang đứng. Còn khi mà cao tốc đã hình thành thì thời gian di chuyển từ thành phố đến vị trí dự án chỉ có mất 2 tiếng đồng hồ thôi. Anh chỉ có 2 tiếng rất đồng hồ là nhanh. Quá tuyệt vời. Phong như Hana đang di chuyển ngày hôm qua từ Sài Gòn ra đây thì tầm khoảng hơn 4 tiếng là mình có mặt tại Phan Thiết rồi. Dạ đúng rồi anh. Với một cái không khí thời tiết rất là mát mẻ, phải không? Mình đã tận hưởng tất cả những cái hương vị của biển. Dạ. Và hôm nay thì Phước Sửu. Đó là đường bộ nha anh. Còn nếu như mà cái khi mà sân bay của Phan Thiết được hoàn thành á, thì mình sẽ di chuyển từ thành phố ở đây chỉ mất khoảng 30 phút thôi. Dạ. Trước mặt Phước Sửu và Hana là một cái phân khu Bikini Beach. Với sức chứa hơn 10.000 khán giả. Yeah. Và đợt vừa rồi ngày 30 tháng 4 vừa rồi là có tổ chức một cái chương trình Bikini Beach. Yes. Thì Hana có nghe về cái sự kiện mà Nova đã tổ chức ở đây chưa? Dạ em có nghe và thực sự rất là nhiều các bạn trẻ rất là háo hức đến Nova World Phan Thiết để check in cũng như chụp hình. Và rất nhiều cái sự kiện đã diễn ra tại cái Bikini Beach này. Quá tuyệt vời. Nói đến Nova Phan Thiết là một cái cụm tiện ích gọi là muôn màu và đa loại hình dịch vụ. Thì ngoài cái đây là một cái công viên Bikini Beach mà Phước Sửu và Hana đang đứng, tổng diện tích là đến khoảng 16 hecta. Wow, lớn. Quá tuyệt vời. Và một cái phân khu nữa là 1,5 hecta đó là Cycleland. Cycleland đó là chính là vòng quay mặt trời đó. Mặt trời đúng không? Dạ, yeah, một vòng quay mặt trời rất là lớn. Giống như Phước Sửu đang bay Leica và trên nó thì mọi người thấy được một cái vòng quay rất là lớn và mình có thể lên đó mình nắm toàn thành phố Phan Thiết và tất cả những cái biệt thự và biển của Nova thì sẽ thể hiện hết lên luôn. Em nghĩ tưởng nó giống như là cái khu Wonderland của thế giới, một cái công viên mà đầy màu sắc đúng không? Đúng. Dạ. Rồi, quá tuyệt vời luôn. Dạ. Một cái công viên đa màu sắc. Phía trước Hana và Phước Sửu đây là một cái hồ bơi vô cực. Thì cái hồ bơi vô cực này thì cái view gọi như là mình có thể nhìn toàn bộ cảnh biển phía bên dưới luôn. Quá tuyệt vời phải không? Xa xa kia là một cái khách sạn Moving Beach là dự kiến là cuối năm này đưa vào hoạt động rồi đó Hana. Dạ vâng, cái phía trước mình là cái khu khách sạn 10 tầng được vận hành bởi bởi bên đơn vị quản lý là quốc tế, nên là khách sạn 5 sao rất là sang. Khách sạn 5 sao sang lắm vòng Hana. Trời ơi, mình cảm giác khi mà vào đây là cảm giác vừa gió biển nè, vừa của cái hồ bơi gọi là vô cực tràn bờ như thế này. Cảm giác nó rất là happy vòng Hana. Vâng, rất là tuyệt vời. Ngoài cái gió từ biển thổi vào á thì em cảm nhận ở đây thì cái không khí nó rất là trong lành. Hana ơi, cho hỏi một tí xíu là ở đây á là quý cư dân của cái phân khu Florida này á thì được sử dụng cái gọi là clubhouse này thì Hana có thể chi tiết hơn cho cả nhà được biết là Florida nó có bao nhiêu phân khu?
Florida 1 thì có 7 phân khu, thì có diện tích nhà phố là 520, 620 và 7 x 24. Ngoài ra còn có những cái biệt thự song lập và đơn lập nữa đó Hana. Đúng rồi, biệt thự song lập đơn lập thì là 10 x 20 và 12 x 20 nữa anh. Wow, quá tuyệt vời Phong. Ở đây là nó có cấp bả tất cả là 7 phân khu Phong Hana. Vâng, đúng rồi anh. Quá tuyệt vời. Một cái phân khu rất là đẹp gọi là Florida, nhìn trực diện ra biển, và những cái căn biệt thự nhà phố view đồi giật cấp là theo rụng giống như là bậc thang phải không Hana? Đúng rồi, chính xác. Thì mỗi một cái dãy shop house và dãy nhà phố á, thì mình có thể nhìn view ra biển. Thứ hai là anh có thể để ý là ngoài cái view biển thì cái chủ đầu tư trồng rất là nhiều cây xanh ở đây. Anh có thể nhìn thấy là xanh, cây xanh rồi từng bậc lên rất là đẹp luôn. Quá tuyệt vời luôn. Rồi, mình thử là cảm giác những cái hồ bơi ở đây là nước nó có cực kỳ trong sạch và mát không? Siêu mát. Quá à, Hana. Thực ra là muốn bơi luôn á anh. À, muốn bơi luôn. Dạ. nhìn cực kỳ mát mẻ không Hana? Dạ. Thì Hana ơi, để được gọi là sử dụng và trải nghiệm những cái tiện ích của như một clubhouse như vậy đó, thì sở hữu cái dòng sản phẩm nào thì mình được sử dụng những cái tiện ích này vậy Hana? Dạ. Thì mỗi cư dân là chủ nhà của những cái căn nhà phố cũng như là biệt thự đơn lập, song lập thì ở đây thì đều được sử dụng cái clubhouse ở từng phân khu luôn. Thì chỉ cần là cư dân sở hữu một căn là được sử dụng hồ bơi và clubhouse rồi anh. Dạ, là khoảng một cụm khu dân cư nhỏ là có một clubhouse dành cho cái cư dân tại lúc đó phải không? Dạ. Clubhouse của khu dân cư đó phải không? Dạ vâng, đúng rồi anh. Dạ. Đây là một cái clubhouse lớn hơn cái clubhouse lúc nãy mình đi. Dạ. Dạ. Cái này là view của nó là view hồ nha anh. Ồ, quá tuyệt vời. Rồi, xin mời Calamen và mọi người đi vào phân khu Florida, phân khu 7 này ha. Dạ vâng. Thì trước khi mà bước vào clubhouse thì mình sẽ thấy ở đây được bố trí cũng rất là nhiều cây xanh nè. Phía bên trong nhà và ở trên là kính nha anh. À vậy hả? Mình trong một tòa nhà và có những cây xanh và có những cái lớp kính ở bên trên, cảm giác giống như là mình đang ngoài trời không? Đúng rồi. Mà ánh sáng tự nhiên làm cho mình cái không gian nó rộng và nó cũng rất là thoải mái, nó cây xanh nó cũng tốt. Rồi, thì Phước Sửu và Hana sẽ trải nghiệm một cái clubhouse cực kỳ lớn của cái phân khu Florida này, một cái hồ view hồ cực đẹp phải không? Dạ vâng, đúng rồi. Khác với cái clubhouse mình vừa xem á, thì cái clubhouse này á là cái view chiu chiu ra nhìn ra hồ. Thì mình cùng tham quan nha anh. Chà, quá chiều luôn á. Nhìn hồ và nhìn tất cả các biệt thự đơn lập cũng như nhà phố đủ màu sắc luôn anh. À. Là không phải chỉ có màu xanh xanh không mà là màu đủ các loại màu sắc luôn. Hana ơi, ở đây là có hồ bơi, cảm giác như là đa số là hồ bơi ở đây là tràn bờ hết phải không Hana? Đúng rồi. Cảm giác rất là đẹp luôn. Đây gọi là hồ bơi vô cực đó anh. À, hồ bơi vô cực phải không? Nhìn không có điểm cuối luôn anh. À, nhìn không có điểm cuối luôn. Phía xa kia là những cái căn song lập của phân khu Florida. Dạ, song lập cũng như là nhà phố luôn anh. Hana ơi, một cái clubhouse rất là lớn và nằm trong một cái khu khổng bao rất là lớn của dự án Nova Phan Thiết á Hana. Yeah. Hana cảm nhận như thế nào khi bước vào một cái clubhouse lớn và có hồ bơi vô cực như thế này? Dạ, thì thực sự cũng rất là ấn tượng ngoài cái màu sắc của nước á. Của các hai cái hồ lớn thì ở đây thì khách hàng được nhìn tất cả cái view của tất cả những cái shop house cũng như là phố hoặc biệt thự, và là sắc màu đa sắc màu của bốn mùa lên. Quá tuyệt vời không Hana, khi mà mình được sở hữu những cái căn biệt thự này, shop house này, nhà phố với một tầm view gọi là rất là rộng, view vườn, view garden con Hana. Dạ. Đúng rồi, cái này là đặc biệt là ngoài cái view garden, view vườn ra là mình có cái view hồ cũng rất là đẹp anh ơi. Đây là những cái hồ này thì có thể quý các anh chị khách hàng có thể là sở hữu căn nhà ở Florida, có thể thức in ở tại cái những cái vòng xoay tại giữa hồ lên anh. Wow, mình có thể thăm giữa hồ luôn đi. Bán đảo anh. Và một cái bán đảo của có hồ cảnh quan rất là lớn không? Mình có thể check in và nhìn vào cái hồ bơi ra vô cực. Chủ đầu tư ở ở trên là đi đồ thì xuống hồ và dọc theo cái hồ là có những cái cung đường á, đi bộ rất là mát nữa.
ở đây thì rất là nhiều loại cây, và điều đặc biệt ở đây là cái mức độ phủ cây xanh của dự án này nó rất là nhiều vòng. Em rất là ấn tượng về những cái cây xanh cũng như là hoa, cũng rất là chăm chút từng chút một ấy. Gần như là những cái dự án ở đây là hòa mình với thiên nhiên và kết hợp thiên nhiên và con người. Chính xác ạ. Rất là thích. Có biển, có núi, có đồi, có hồ bơi, có sông, phải không? Dạ vâng. Kết hợp nên một cái dự án đa màu sắc và gọi là thiên nhiên, trở về với thiên nhiên, trở về với những cội nguồn mà của nha, những cái truyền thống từ lâu đời là không khả năng. Rồi Phước Hiểu và Hana, để mình ra mình trải nghiệm một cái khu vực gọi là cái này là khu vực chết in hồ tiểu cảnh đó, có thể gọi là cái bán đảo không anh? Một cái gọi một cái bán đảo nhỏ của cái phân khu Florida, là một cái nơi gọi là trải nghiệm và nhìn về cái view của cái lớp hầu đó. Với một cái dự án có tầm cỡ tại Phan Thiết với quy mô lên đến là 1.000 hectare, 16.000 căn, khoảng 16.000 căn biệt thự cũng như là nhà phố. Dạ. Rồi để có nhiều cái thông tin hơn về cái dự án Nova Phan Thiết và chi tiết là cái phân khu Florida thì quý anh chị và các bạn hãy alo ngay cho Phước Sử và Hana. Gọi cho mình nhé. Chúng mình sẽ cho quý anh chị những cái báo giá là cực kỳ hấp dẫn và những cái hình thức thanh toán là cực kỳ hợp lý. Đúng rồi, với chính sách đó, bán hàng và cũng lựa chọn những căn có vị trí đẹp nhất thì hãy gọi cho kênh của mình ha. Mình sẽ cung cấp thông tin và cho anh chị một cái cơ hội đầu tư tuyệt vời tại Nova Phan Thiết. Dạ. Rồi, xin chào anh chị.